Hải quân với tứ hoàng ai mạnh hơn? So sánh sức mạnh top 7 hải quân với top 7 tứ hoàng. Hello anh em, để chuẩn bị cho video ngày hôm nay, ekip của Bắn Sập Soi đã ra hai clip xếp hạng sức mạnh top 7 hải quân và top 7 tứ hoàng mạnh nhất. Link thì ở phần mô tả nhá. Anh em vào xem để hiểu lý do tại sao các cặp đấu được xếp như video này nhá. Cảm ơn bạn nào đó mà mình không nhớ tên đã giúp AD lên ý tưởng so sánh sức mạnh hai lực lượng mạnh nhất thế giới, chỉ huy hải quân và tứ hoàng ai mạnh hơn. Câu hỏi này không dễ trả lời một chút nào. Đâu đó chúng ta đã từng nghe nói tổng bộ mạnh hơn bất kỳ một băng hải tặc đơn lẻ nào. Nhưng nếu xét riêng cấp bậc chỉ huy, liệu rằng các đô đốc và thủy sư hợp sức lại có đủ sức đánh bại team tư đế của biển cả hay không? Đô đốc này hay tứ hoàng đều có rít và có rát. Đâu phải ai lọt vào clan này thì cũng bá lắm đâu, đúng không? Lắm kẻ thì toàn me đấy chứ đâu. Và ngay bây giờ, mời anh em sẽ cùng AD đến với so sánh sức mạnh top 7 hải quân với top 7 tứ hoàng, rốt cuộc thì ai sẽ mạnh hơn? Một, Ryokugyu với Buggy. Cặp tấu hài ngang tài ngang sức đây rồi, chưa cần xét về sức mạnh, riêng độ tấu hài AD đặt cược Buggy ăn đứt chú bò xanh đến từ tổng bộ nhá. Màn debut tương đối gọi là tệ hại của Ryokugyu dẫn đến việc ông trở thành đô đốc bị chôn nhiều nhất từ Aquano cho đến nay. Cái giá của con hàng PA Phim Red là quá chắc chúa. Từ một nhân vật bí ẩn ngầu lòi, màn xuất hiện chẩu tre hoàn toàn đập đi hình tượng chất lừ mà độc giả đã mường tượng ra. Trong khi đó thì Buggy tên tuổi lên như diều gặp gió. Những tưởng việc Shichibukai bị bãi bỏ sẽ gây ra cái kết đắng cho Thất Vũ Hải mũi đỏ. Nhưng mà không nhá, phận làm đế nó phải khác chứ. Bằng cách nào đó mà chủ tịch công ty Delivery bất ngờ được gọi tên Tứ Hoàng, khiến cho lòng dân phẫn nộ. Thì ra tất cả chỉ là cú lừa đau đáu do bọn đàn em của Buggy dàn dựng nên. Đại đế ăn hên lúc nào không hay, cấp độ nguy hiểm thùng rỗng kêu to của ngài được hải quân đánh giá là hơn 3 tỷ, ảo giá quá trời luôn. Một nhân vật bị thổi phồng như Buggy tất nhiên chẳng thể so sánh với sức mạnh của đô đốc bò xanh được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ryokugyu dù cũng thể hiện đẳng cấp ao trình so với những cửu hồng bao, các samurai hàng đầu Wano. Buggy thậm chí còn chẳng so được với mấy tên Okanban của băng bách thú nữa là bò xanh lại một phát xiên đôi King và Queen, nhưng mà gượm đã. Đừng quên rằng thứ mạnh nhất của chúa hề không phải sức mạnh thể chất hay năng lực trái ác quỷ. Ngài đại đế của bố già Oda phù hộ, kèo này không dễ ăn cho bò lục đâu nhá. À đùa thôi, đặt lên cán cân một cách công bằng ấy, Buggy làm gì có tuổi đúng không anh em? 1-0 cho phía hải quân, đưa chúa hề vào tứ hoàng liệu có phải mục đích của Oda giúp cho kèo Yonko hay là Marine được cân bằng hơn hay chăng? 6. Fujitora với Luffy. Họ từng đối đầu nhau tại phần Derosa nhưng mà chỉ dừng ở mức là chào hỏi nhẹ nhẹ thôi. Sau khi mà chứng kiến những gì mũ rơm làm được thông qua những lời kể của thuộc hạ, Fujitora tỏ ra sự biết ơn với một tên hải tặc siêu tân tinh. Ông đợi đến lúc mà Luffy tỉnh dậy mới đến trao đổi chiêu thức với cậu. Kulu tấn công bằng Gear Second và Gear Third. Cậu không bần Gear Four để đánh nhau với một lão già mù. Cậu cho rằng đánh như vậy thì không công bằng cho ông. Vừa ra chiêu, vừa hô to hướng đi để Iso có thể tránh né. Đáp lễ, hổ tím đỡ công gun bằng thanh kiếm còn chả cần bọc Haki. Sức mạnh cơ bản của ông đủ sức đỡ lấy đòn tấn công từng khiến Horizon bay màu ở đảo Người Cá. Cả hai thì cứ thế giao lưu vui vẻ thôi. Fujitora thì có phần nương tay để cho băng mũ rơm chạy thoát. Ông nói rằng số trời đã quyết định hướng về cậu nhóc cao su. Để rồi giờ đây, chỉ sau vài tháng gặp nhau, Luffy hiện tại đang ở một vị thế vô cùng đặc biệt. Cậu được phong cho danh hiệu Tân Tứ Hoàng với chiến tích hạ gục Kaido bách thú. Tầm này gặp lại nhau, cả đô đốc hổ tím và Luffy mũ rơm đều sắc xéo, chẳng dễ xơi gì nhau đâu. Mỗi người có một lợi thế riêng, cơ mà ưu điểm chiến đấu tầm xa của Iso thì không còn tác dụng bởi Kulu đã thức tỉnh được năng lực Nika, biến mọi thứ chạm vào thành cao su, trọng lực áp chế có vẻ như là vô hại. Còn về cận chiến, thằng bên thì quá mạnh bởi tốc độ của Gear 5 là không thể đoán được. Kaido nhanh như thế, còn ăn đòn liên tục. AD đánh giá Fujitora solo 1-1 với Luffy, lần này tỷ lệ mũ rơm giành chiến thắng phải lên tới 6-4 đấy. Đấy là lý do tại sao mà Kizaru được cắt cử đến đảo bánh phối hợp cùng với CP0 có mặt tại đó. 1-1 nha anh em. 5. Aokiji với Zouden. Tiếp theo, một trận đấu dường như đã được Oda sắp đặt sẵn hay sao ấy.
Aokiji rời khỏi hải quân, đi đâu không đi, lại chọn cách trở thành đồng minh của tứ hoàng dâu đen. Ai cũng biết chim chị xanh rất căm ghét hải tặc, đặc biệt là những kẻ thủ đoạn như Tít. Bảo sao thông tin chuyển nhượng này đã từng gây ra chấn động trên toàn thế giới. Nhiều độc giả cho rằng Aokiji gia nhập băng dâu đen chỉ đơn giản giữ vai trò nội gián, chờ thời cơ lật cái bàn. Nhưng mà anh em đừng quên rằng Tít là một người vô cùng xảo quyệt, hắn không có chuyện dễ dàng để điều đó xảy ra đâu. Chúng ta nghĩ ra được kế hoạch của Kyuzan thì Tít hắn đã đi trước chúng ta vài bước rồi. Cựu đô đốc và một tứ hoàng đang ở thời kỳ đỉnh cao, xem ra có phần nhỉnh hơn khá nhiều dành cho lông đen. Nhất là khi mà tên tuổi lẫn sức mạnh của cả hai ngày càng có sự chênh lệch. Tít rất thích đối đầu với những kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ, có thể đấy là lý do hắn không có sợ ngày mà Aokiji phản bội. Về phía của Kyuzan, ông đang nhập vai quá giỏi, vừa mới hỗ trợ Van Auger bắt cóc thành công Pudding của bảng Big Mom, tiện thể đóng băng luôn tư lệnh ngọt Cracker ở đảo bánh. Có thể solo 1-1 với Kyuzan không có lợi thế, nhưng mà nếu gáp đến phối hợp lại là một câu chuyện khác nhá. Cuộc hội ngộ của những idol hải quân sẽ là bài toán khó giải cho clan dâu đen đấy. Dù sao AD vẫn tin rằng dâu đen đang là kèo trên so với chim chị xanh, chưa kể khả năng hắn có thêm trái ác quỷ thứ ba vẫn là rất lớn. 4. Kizazu với xanh. Trong One Piece Movie phim Red, đô đốc ánh sáng có vài pha trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ cùng với tứ hoàng xanh tóc đỏ. Chạy sâu cũng khá phết đấy chứ. Tham gia khá nhiều bộ movie phim lẻ cơ mà chẳng bao giờ Kizazu chịu đánh một cách nghiêm túc. Đấy là lý do mà độc giả đang chờ đợi màn thể hiện của ông tại phần đảo trứng này. Ở Red, xanh khiến cho phó đô đốc Momonga ngất xỉu, Haki báo vương cực đỉnh của anh còn ảnh hưởng mạnh đến khỉ vàng. Bosalino thì trong khoảnh khắc dùng hết cả mình, tí thì mất 5 lốp. Xanh nhanh đến nỗi kề kiếm vào người của Kizazu mà vị đô đốc còn chưa kịp phản ứng. Tóc đỏ quá nhanh, quá nguy hiểm, chưa kể điều đó lại được xác nhận trong mạch truyện chính với chi tiết hù phát Ryokugyu chạy mất dép. Rõ ràng dù Kizazu rất bá nhưng mà so với ông chú cụt tay vẫn chưa thể ngang trình được. Kizazu có thể chiến thắng lợi thế tốc độ nếu như mà đối đầu với Big Mom hay dâu đen. Khả năng tấn công tầm xa hoàn hảo đó là một ưu thế rất lớn. Nhưng điều đó lại vô nghĩa nếu đối thủ là xanh tóc đỏ. Ở Sabody, Jelly tuổi xế chiều còn khiến cho đô đốc ánh sáng gặp nhiều khó khăn. Thử hỏi thay xanh vào vị trí ấy thì sao? Sức trẻ của tóc đỏ còn làm cho Kizazu chật vật hơn nhiều. Những người phụ thuộc nhiều vào năng lực trái ác quỷ rất e sợ các top thách đấu Haki, nhất là Haki cấp cao bọc vũ khí. Thế nên tứ hoàng xanh mới được đánh giá cao đến vậy trong hàng ngũ các vị tứ hoàng đế biển cả. 3. Sengoku với Big Mom. Kèo này thời đỉnh cao của hai người cũng khó nói phết đấy. Một người là huyền thoại hải quân, người còn lại coi như nữ hải tặc mạnh nhất biển cả. Big Mom là thành viên chủ chốt của băng Rock năm xưa. Sau khi mà thuyền trưởng bị đánh bại, bà tự tạo ra clan của mình, trở thành tứ hoàng biển cả. Mặc dù chỉ quanh quần Totoland, chẳng ai có thể đánh được mụ. Sức mạnh của nữ hoàng khiến cho Roger bấy giờ còn phải ngại đối đầu. Cuối cùng phải chơi chiêu, chôm chỉa đại pháp. Còn về Sen Sang, ông là thủy sư đô đốc, được mệnh danh là thiên tài chiến lược. Một tướng lĩnh văn võ song toàn, có cả trí lực lẫn sức mạnh. Sengoku đã ăn trái ác quỷ do ăn thần thoại Mau Đồ Phật Vàng, sở hữu sức mạnh của một vị thần đích thực. Và trong khi đó thì Big Mom, đại diện của tà ác, trái ác quỷ Soru Soru cho phép bà khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Năng lực rút cạn linh hồn là một trong những khả năng nguy hiểm nhất. Chỉ cần đứng trước mặt bà ấy và tỏ ra sợ hãi là auto bay màu. Đây là một kèo đấu cân chẳng chặt, chưa gì đã thấy họ đã cùng hạng cân với nhau rồi. Cả hai đều là những người thân hình cao to đồ sộ. Sen Sang biến hình phát có mà khác gì Big Mom lúc giận dữ đâu. Chưa kể năng lực của họ cũng thuộc diện hàng đầu, mỗi người một ưu thế. Tất nhiên thì mạnh nhất vẫn là cận chiến sắp lá cà rồi. Do thân hình tương đối cao to, cả Sengoku lẫn Big Mom không được đánh giá quá cao về khoảng tốc độ hay là sự linh hoạt. Bù lại thì những cao thủ chịu đòn nhờ vào sức mạnh thể chất của cá nhân. Mỗi đòn tấn công của họ đều tạo ra cơn địa chấn càn quét kẻ địch. Chỉ cần hai người họ đứng spam skill thôi cũng đủ gây ra long trời lở đất. Và theo anh em là kèo này cân hay không, riêng AD nhận định ấy, không có ai chiếm lợi thế hơn ai cả. Và thứ hai, Akainu với Kaido. Sau thời đại của dâu trắng, Kaido lên ngôi, tương tự Akainu cũng thay thế vị trí của thủy sư Sengoku và chiếm luôn top 1 hải quân theo nhận định của độc giả. Một cuộc đấu của hai cái tên hội tụ đủ các yếu tố tương đồng, châu bò, mạnh mẽ và độ nham hiểm. Tính ra kèo solo này, Kaido có thứ gì, Akainu cũng có thứ ấy.
từ sức mạnh đến ý chí. Họ khá giống nhau anh em nhở. Cả hai đã từng gây ra một vài giai thoại dơ dáy, dễ gì giấu giếm trong quá khứ đâu. Chỉ cần đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Kaido gánh tim mạnh thế chứ cũng không châu bò hơn chó đỏ bao nhiêu đâu nhá. Nếu nói về độ lì đòn, Sakatsuki đã từng đấm nhau không ngừng nghỉ với Aokiji suốt 10 ngày 10 đêm đấy. Không ngán mấy so với màn thể hiện của tứ hoàng bách thú ở đảo quỷ Oni. Năng lực trái ác quỷ của họ đều nằm trong top siêu khủng. Uonomi Model Shiryu, doan thần thoại rồng thần. Còn Akainu nắm giữ năng lực Magu Magu no Mi, được coi như trái ác quỷ Logia cấp S về sức mạnh. Kẻ đứng đầu hải quân solo với kẻ đứng đầu tứ hoàng. Trận đại chiến rất khó phân định thắng bại. Thực ra lúc mà Kaido debut chính thức tại Wano ấy, kẻ duy nhất bấy giờ đọc giả tin rằng có đủ sức cân kèo lại với hắn trong kèo solo 1-1 chỉ có thể là Akainu. Nói một cách công tâm ấy, chưa cần biết Sakatsuki mạnh thế nào sau 2 năm, rõ ràng cảm quan chúng ta thấy rõ, Akainu cũng phải 9.75 trên 10 nếu như mà so với sinh vật mạnh nhất hành tinh. Anh em lại bảo AD chém gió đi. 1. Gáp với dâu trắng. Hiện tại đang là thời của chó đỏ Akainu, nhưng hắn vẫn chịu dưới chiếu nếu như mà so găng với Gáp lúc thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thật vậy, lúc mà Akainu chỉ là hải quân tân binh, Gap và Roger đã cùng nhau tạo nên những giai thoại lừng lẫy trên biển. Họ đã từng suýt lấy mạng đối phương không biết bao nhiêu lần. Do đó mình vẫn tin rằng Gap mạnh hơn Akainu nếu xét về sức mạnh lúc đỉnh nhất. Ngoài Roger, dâu trắng cũng là một huyền thoại hiếm hoi được xếp chung mâm với họ. Cả ba được coi như ở cùng đẳng cấp. Những gì Roger và bố già thể hiện cho thấy họ vừa là đối thủ, cũng vừa là những người bạn thân nhất. Không ai thực sự nhỉnh hơn đối phương. Bố già cũng nhận lấy sự tôn trọng từ Sengoku và Gap. Sự xuất hiện của ông ở tổng bộ 2 năm trước được miêu tả sẽ gây ra trận đại chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử hình thành của hải quân. Nói chẳng điêu nhá, dâu trắng có thể phá hủy thế giới nếu như mà ông muốn. Cú đấm chấn động quá khủng so với phần còn lại. Đến Kaido cũng xác nhận rằng đã từng bị ăn hành trước sức mạnh của huyền thoại Newgate. Ở phía đối diện, nắm đấm của Gap thì cũng có thua kém gì đâu. Những kẻ bại trận dưới cú đấm của ông toàn những huyền thoại thôi. Trong đó đáng nhớ nhất đó là trận đấu kinh điển ở God Valley 38 năm trước. Cú đấm đã từng hạ gục Sebek. Sẽ ra sao nếu như mà đối đầu với cú đấm có thể hủy diệt thế giới anh em nhở? AD không dám tưởng tượng ra viễn cảnh Gap và bố già đấm solo nhau. Một cái tổng bộ hải quân là không đủ dành cho màn thi triển sức mạnh của hai người họ. Không ai được đánh giá cao hơn. Trận chiến của họ đơn giản là bất phân thắng bại. Đánh nhau đến 5-7 ngày vẫn vậy thôi, chỉ tổ gây ra thiệt hại và thương vong không đáng có. Ok là, và bây giờ anh em đã có cái nhìn khách quan hơn rồi chứ. Mạnh yếu mỗi lúc là khác nhau, song chỉ huy hải quân và tứ hoàng tổng combat cũng chỉ hòa hoãn ngang cơ thôi. Mọi đóng góp ý kiến mọi người comment tích cực bên dưới nhé. Như thường lệ chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn may mắn lên sóng của số ngày hôm nay. Đầu tiên đó là bạn user FT3ZK, cái gì đấy? Anh xăm soi cho em lên sóng đi. Rồi em ơi, lần sau yêu cầu để avatar thì nhìn rõ một tí nhá, hơi bị ảo đấy. Và tiếp theo là bạn Lê Minh Hiếu 6063. Anh làm về những huyền thoại mạnh nhất của thời vua hải tặc đi. Ok, fan cứng mà chưa xem video các huyền thoại hải tặc của mình à. Phải xem xét lại cho ngay cái fan mềm mới được. Và cuối cùng là bạn Triệu Vân 4056. Thuyền trưởng ơi, em đi đổ xăng mà quên đem tiền rồi, ra giúp em với, nhanh nhanh anh ơi, đang gấp. Cái ông này chắc là ông này lại tấu hài rồi. Thôi đưa số tài khoản đây, tôi donate cho khoảng bao nhiêu nhỉ? 500 milli này. Nhanh nhanh hộ phát. Bạn nào chưa may mắn thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi video sau nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye.